Núi lửa Tonga Hunger dưới đáy Thái Bình Dương ngày 15 tháng 1 đã phun trào dữ dội. Tonga Hunger nằm cách đảo chính Tonga Tabu của Tonga khoảng 65 km về phía nam. Đợt phun trào đã gây ra tiếng nổ lớn có thể nghe rõ ở nơi cách đó 800 km. Hình ảnh về vụ phun trào núi lửa đã được một số vệ tinh ghi lại, trong đó có vệ tinh của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ. Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một vụ nổ kèm theo cột khói màu xám khổng lồ trên mặt biển Thái Bình Dương. Theo cơ quan địa chất Tonga, các cột khói, bụi và khí này cao tới 20 km. Đây là một trong những đợt phun trào lớn nhất trong hàng chục năm qua của núi lửa này và là đợt phun trào thứ hai trong hai ngày qua. Vụ phun trào gây ra tiếng nổ lớn vọng xa hàng trăm km, cảm giác như sấm rền. Một người dân ở Fiji, nơi cách núi lửa khoảng 800 km, cho biết, thậm chí ở New Zealand cách Tonga khoảng 2.300 km, một số người dân cũng nghe thấy tiếng nổ. Một loạt quốc gia đã ban bố cảnh báo sóng thần như Tonga, Fiji, Nhật Bản, Mỹ. Tại Tonga, sóng thần cao 1,2m đã ập vào khu vực thủ đô Nuku'alofa. Theo các video chia sẻ trên mạng xã hội, các đợt sóng lớn đã nhấn chìm bờ biển Tonga, phá hủy đê chắn sóng, làm ngập nhiều tuyến đường và nhà cửa ở đây. Người dân Tonga buộc phải chạy sóng thần khi trời đã nhá nhem tối. Hiện chưa có thông tin về thương vong, thiệt hại do sóng thần gây ra ở Tonga. Tại Mỹ, sóng thần cũng xảy ra ở California, tuy không lớn, nhưng cơ quan thời tiết ở đây vẫn khuyến cáo người dân thận trọng. Sóng thần đang đến, nên nhớ rằng đợt sóng đầu tiên có thể không phải đợt sóng lớn nhất. Đề nghị người dân tránh xa các bờ biển và trú ẩn ở nơi cao ráo. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo, một số hình ảnh chia sẻ trực tuyến cho thấy sóng thần gây ngập ở một số nơi của California. Trước đó, Mỹ đã phát cảnh báo sóng thần có thể xảy ra ở các tiểu bang nằm ở bờ Tây nước này gồm California, Oregon, Washington và phía nam Alaska. Trung tâm cảnh báo sóng thần Mỹ cho biết nhiều khả năng có sóng lớn và dòng chảy xiết tại những khu vực trong phạm vi cảnh báo. Bang British Columbia của Canada cũng nằm trong phạm vi có nguy cơ ảnh hưởng bởi sóng thần. Video đến đây đã hết. Vì hay và bổ sung rất mong các bạn để lại lượt like và đăng ký.